Trào lưu hóa trang tiên nữ dịp Halloween bị chê phản cảm. Những bộ cánh mô phỏng theo nhân vật tiên nữ trong truyện cổ tích nhận chỉ trích vì người mặc diện, nội y mỏng manh, xuyên thấu. Những trang phục cổ tích gợi cảm đang là xu hướng video trên TikTok khi dịp lễ hội Halloween kề cận và đồng thời tạo ra những tranh cãi trái chiều, theo Nipsos. Trong đó, những cô gái hóa trang thành nhân vật tiên nữ với đôi cánh phía sau và mặc trang phục thực chất là váy nội y mỏng, ngắn. Năm ngoái, Kaola kiêm người mẫu Caroline Zena Kempczinski lần đầu khởi xướng xu hướng biến tấu đồ hóa trang cô tiên truyền thống theo phong cách gợi cảm hơn. Trong video đăng tải trên kênh cá nhân, Caroline diện nội y màu xanh của hãng Urban Love, đeo kèm cánh tiên nữ, đầu đội vương miện kết từ hoa. Loại nội y này được thiết kế giống váy ngủ, với nhiều màu sắc khác nhau, có giá dao động từ 9 USD đến 20 USD. Sau đó, các video có nội dung tương tự bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và nở rộ khi ngày lễ Halloween đến gần. Các màn hóa trang đi kèm các hashtag liên quan như chiếc váy cổ tích, cô tiên trong truyện cổ tích thu về hàng triệu lượt xem, hấp dẫn nhiều cô gái khác bắt chước theo. Trong một video có gần 4 triệu lượt xem, TikToker Lara Khan, Montreal, Canada, hào hứng khoe với người theo dõi bộ trang phục cô chọn cho Halloween. Loại váy này trong suốt nhưng chiếc váy rất dễ thương. Tôi phải mặc thêm một lớp quần màu da người bên dưới, Lara nói trong khi giơ cao bộ váy nội y trước máy quay. Cô gái 20 tuổi cho biết sự mới lạ cộng yếu tố gợi cảm là điểm thu hút chính của trang phục Halloween này. Số đông thường nghĩ rằng bộ đồ hóa trang thành nhân vật cổ tích thường cầu kỳ, thiết kế riêng biệt, còn bộ cánh tiên nữ này lại dễ thực hiện theo. Tôi nghĩ đó là lý do mọi người nhanh chóng yêu thích nó. Ngoài ra, nhìn người mẫu, các KOL mặc nó cũng là yếu tố xúc tác. Màn hóa trang của Caroline trông rất đạt, khiến người xem sẽ muốn trông giống như cô ấy, Lara bày tỏ. Madison Ruby Trotter, 11 tuổi, ở Bắc Carolina, Mỹ, là fan hâm mộ của bộ đồ tiên nữ này. Cô và ba người bạn cùng nhau mua 4 bộ nội y với màu sắc khác nhau và tất cả dự định mặc chúng theo nhóm trong ngày lễ Halloween sắp tới. Song, không phải ai cũng có cảm tình với sự biến tấu trang phục này. Lý do chính, chúng quá hở hang, xuyên thấu, tình dục hóa hình ảnh nhân vật trong truyện cổ tích. Ai đấy đều biết đó là đồ lót, không phải đồ hóa trang để mặc vào dịp Halloween, một người dùng bình luận. Thật trớ trêu và đáng buồn khi vào dịp mà mọi người được tự do vui chơi, thử nghiệm và khám phá. Rất nhiều phụ nữ vẫn cảm thấy rằng họ phải ăn mặc sexy để trở nên thú vị hoặc được khao khát. Juliet Williams, giáo sư nghiên cứu về giới tại Đại học California, Los Angeles, nói. Theo USA Today, khi Halloween đến gần, những trang phục gợi cảm bắt đầu lấp đầy giá treo đồ trong các cửa hàng. Mọi trang phục đều cố hướng tới phong cách quyến rũ, kể cả một chiếc pizza hay một chú chuột hoạt hình. Các chuyên gia lo ngại một khi cách tiếp thị này trở nên phổ biến, nhiều phụ nữ sẽ mặc định chọn trang phục sexy cho dịp Halloween. Nó đã trở thành tiêu chuẩn, phổ biến đến mức hầu như phụ nữ không còn sự lựa chọn nào khác. Bất kỳ trang phục nào cũng phải nói về tình dục, không có sự sáng tạo hay thử nghiệm. Phụ nữ chỉ được mong đợi chọn những bộ quần áo khoe ngực, chân, mông, Castando nói.